Trời ơi, ngắm kiến cả một tiếng. Có đau nãy giờ mặt thôi. Trời ơi, đây là đồng hục á hả? Trời ơi, chừng nào đi học mà giờ ngơ nô quá vậy. Điệu quá chị ơi. Không có nôn đi học. Không nôn đi học sao thử lâu vậy? Đứng ngắm kiến lâu vậy? Hả? Trời ơi, mặt máy mà đứng chàng hàng. Mô đen quá. Mô đen quá ha. Mặt máy đứng chàng hàng. Ai đó? Ai đó? Ai đó nói nghe mà nghe kìa. Lớp máy nó mà nghe rồi. Nay ngày mấy? 30 tháng 12 hả? 2021. 29 hả? 30 29 hả? Ôi điệu quá chị ơi. Chị bó chân điệu quá chị bó chân ơi. Rồi được rồi. Lên đi, thay đồ ra xuống phụ mẹ nấu cơm nè.